Vâng, thưa quý vị các bạn, người phụ nữ Việt Nam thì từ xa xưa đến nay thì vẫn luôn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong gia đình. Bên cạnh đó thì các chị còn thể hiện bằng những hành động việc làm tích cực, bình đẳng với những người đàn ông trong cuộc sống xã hội. Vậy thì ở vùng cao Mường Nhé thì phong trào hoạt động này của các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện được triển khai như nào? Thì trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền hình Điện Biên với bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, để có cái nhìn tổng thể hơn về các cái hoạt động phong trào để người phụ nữ trên địa bàn toàn huyện thể hiện rõ được vai trò vị thế của mình trong tình hình mới. Và trước tiên thì xin cảm ơn bà Phạm Thị Hà đã tham gia cuộc trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời bà Hà, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một đoạn clip ngắn do phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên vừa thực hiện. Phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên với cách làm sáng tạo, các cấp hội phụ nữ huyện Mường Nhé đã giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu như các mô hình tài chính tự quản, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm và hoạt động vay vốn ủy thác đã giúp cho hàng nghìn lượt hội viên có vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi cũng đã thành lập được hai cái mô hình. Thứ nhất là cái mô hình hũ gạo tiết kiệm và mô hình thứ hai là thành lập cái mô hình nhỏ của phần tài chính tự quản. Những cái chị em nào mà có cái tâm tư nguyện vọng để mà làm phát triển kinh tế, cũng như là cái chị em nào mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho để làm sao cho cái chị em nó vươn lên thoát nghèo. Chị em cũng rất là phấn khởi, rất là vui vẻ, bởi vì là những cái hoàn cảnh mà trong cái lúc mà mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì chị em có cái chỗ để mà vay mượn. Với tư duy năng động, cách làm sáng tạo đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi. Thu nhập và chất lượng cuộc sống được nâng lên. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các tổ chức hội ở huyện Mường Nhé ngày càng đông đảo hơn. Chị em có nhiều điều kiện để tham gia vào các phong trào, cuộc vận động do hội phụ nữ các cấp phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Tong thì hiện nay là có 3 mô hình. Mô hình 503 sạch gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và 2 câu lạc bộ. Một câu lạc bộ là tự tin tự trọng trung hậu đảm đang và một câu lạc bộ là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Thành lập các mô hình và câu lạc bộ đấy là để thu hút hội viên phụ nữ là để vào hội. Chị em phụ nữ ở huyện biên giới Mường Nhé hiện nay đã có nhiều đóng góp tích cực vào mọi mặt của đời sống xã hội. Tiêu biểu nhất là công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Qua đó đã khẳng định được vai trò vị thế của phụ nữ cả trong gia đình và ngoài xã hội. Vâng, thưa bà Phạm Thị Hà, có thể thông qua clip vừa rồi thấy rằng là người phụ nữ ở huyện Mường Nhé, hội viên phụ nữ huyện Mường Nhé thì đã đóng góp tích cực sâu rộng hơn trong các cái mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì xin bà có thể chia sẻ thêm những cái kết quả mà hội viên phụ nữ của huyện đã thực hiện trong cái thời gian qua. Thì trong cái thời gian vừa qua thì các cấp hội phụ nữ huyện Mường Nhé chúng tôi cũng đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động cũng như là phong trào để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng như là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần. Cụ thể như là cái đối với cái việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì chúng tôi đã hỗ trợ các cái nguồn vốn vay thông qua cái nguồn ủy thác, thông qua cái nguồn vốn sinh kế và hỗ trợ cây giống, rồi phối hợp với các cái cơ quan như là trung tâm dịch vụ nông nghiệp với trung tâm dạy nghề để tạo đào tạo nghề các cái nghề gắn thiết thực như với hội viên như là trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó thì là cũng đã phát huy được cái phong trào là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình qua cái việc là hỗ trợ cây giống và hỗ trợ ngày công lao động. Thì qua những cái hoạt động hỗ trợ đó thì chị em hội viên phụ nữ cũng vươn lên cách này rất là tích cực, nhiều hộ đã đạt cái gia đình khá giả. Đối với một huyện nghèo như Mường Nhé thì có những khó khăn vướng mắc cụ thể nào không trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện các cái phong trào hoạt động của tổ chức hội trong thời gian qua không ạ? Một bộ phận hội viên phụ nữ thì còn chưa biết tiếng phổ thông, chưa biết chữ, là gây khó khăn trong cái quá trình tuyên truyền các hoạt động của hội cũng như là các cái phong trào. Cái khó khăn thứ hai nữa là trong cái việc phát triển kinh tế thì một bộ phận thì là còn trông chờ ỷ lại vào cái sự hỗ trợ của nhà nước
không tự vươn lên, không nỗ lực vươn lên để thoát nghèo. Một số gia đình lại còn sợ thoát nghèo vì là nếu thoát nghèo thì không được hỗ trợ từ nhà nước. Và có cái khó khăn nữa là cái nhóm hội viên phụ nữ là tự ti an phận, nên là không ngại tham gia các hoạt động xã hội, ngại học tập. Và còn nhóm hội viên phụ nữ thì lại là sống rất là phụ thuộc vào người nam giới, không thể hiện được cái sự bình đẳng giới trong gia đình. Vì vậy là chúng tôi cũng gặp một số cái trở ngại trong cái hoạt động công tác hội. Vậy thì xin bà có thể chia sẻ những cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện để khắc phục, giải quyết những khó khăn vướng mắc ấy, để mà nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cũng như là các phong trào hoạt động của hội trong thời gian qua. Chúng tôi đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ một số cái giải pháp, nên cụ thể là đối với nhóm hội viên phụ nữ hạn chế về tiếng phổ thông và chưa biết chữ thì chúng tôi đã phát động cái phong trào là phụ nữ là học tiếng phổ thông từ người thân, và cũng phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện mở rất là nhiều lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Còn đối với nhóm hội viên phụ nữ mà chưa có ý thức nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế gia đình, cũng như là cái nhóm hội viên mà ngại va chạm với cái ngại tham gia các cái hoạt động xã hội, ngại học tập, thì chúng tôi đã tích cực tham dự sinh hoạt hội viên và sinh hoạt các mô hình để tuyên truyền nâng cao cái trách nhiệm của hội viên phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Cũng tổ chức nhiều cuộc đối thoại với hội viên phụ nữ để nắm cái tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó để tháo gỡ những cái khó khăn của hội viên mà đang gặp. Chồng vừa mất chưa đầy một năm sau cơn bạo bệnh, chị Sang mặc dù cơ thể mang nhiều bệnh tật vẫn phải gồng mình vươn lên để chăm lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chia sẻ với những khó khăn của chị, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực thực hiện. Với chị, đó là động lực để vươn lên. Trong thời gian này con em khó khăn, hoàn cảnh khó khăn thế này cũng được phụ nữ ở trong xã, trong huyện mình với phụ nữ hàng năm thì cũng tạo điều kiện ngày lễ ngày Tết cũng đến thăm hỏi động viên mẹ con em, mọi sự an ủi động viên như thế, các gia đình các con cố gắng vươn lên. Phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân hay phụ nữ khuyết tật thường xuyên đau ốm vì bệnh tật là những đối tượng yếu thế trong xã hội, cần phải thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ để có cuộc sống ổn định hơn. Từ định hướng này mà hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện Mường Nhé đã có trọng tâm trọng điểm, kịp thời, thực tiễn và có chiều sâu hơn. Chị em là đơn thân với là có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì ngoài là việc giúp đỡ về tinh thần thì hội cũng quan tâm về những chương trình dự án ưu tiên cho những các chị là đặc biệt khó khăn để được ưu tiên trước ạ, để vươn lên trong cuộc sống gia đình. Thương người như thể thương thân là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với nhóm phụ nữ yếu thế ở huyện biên giới Mường Nhé thì càng cần hơn những hành động, việc làm thiết thực để chị em không tự ti với hoàn cảnh và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Trên địa bàn toàn huyện thì không biết là còn những cái hoàn cảnh đặc biệt như trong clip chúng ta vừa theo dõi hay không? Trong thời gian qua thì hội phụ nữ các cấp trên địa bàn toàn huyện Mường Nhé thì đã có những hoạt động cụ thể nào để chia sẻ, để hỗ trợ, để động viên những cái gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt như vậy? Hiện nay thì trên địa bàn toàn huyện thì còn hơn 200 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với cái phương châm là không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì trong cái điều kiện khả năng của hội thì trong cái thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã luôn quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các cái chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các cái ngày Tết và ngày lễ của hội, và động viên chia sẻ chị em có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hội cũng đã kêu gọi các cái nhà hảo tâm để hỗ trợ xây sửa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, chỉ đạo các cái cơ sở hội có những cái hoạt động thiết thực như là hỗ trợ quyên góp ủng hộ gạo cho chị em, và cũng là tổ chức các cái hoạt động như là giúp ngày công lao động, san nền nhà này, làm cỏ lúa và làm cỏ lúa nương rồi là cấy lúa.
Qua những cái hoạt động đó thì chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì cũng đã nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước và của các cái tổ chức hội đã tự vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vâng, để cho các cái hoạt động phong trào của tổ chức hội phát triển sâu rộng như vậy thì việc đoàn kết tập hợp hội viên là rất quan trọng. Vậy thì xin bà có thể chia sẻ những cái mô hình cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện để đoàn kết tập hợp hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức hội. Để tập hợp mà thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã thành lập được rất là nhiều mô hình, cụ thể như là đến nay thì có 13 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với xây dựng gia đình 503 sạch. Gia đình 503 sạch thì cũng được cụ thể hơn, đó là gia đình không có người vi phạm pháp luật, gia đình không sinh con vi phạm chính sách dân số, gia đình không đói nghèo, gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, và gia đình không có bạo lực gia đình. Ba sạch ở đây đó là sạch nhà, sạch bếp, sạch đường làng ngõ xóm. Ở trên địa bàn Mường Nhé thì có cái tình trạng người dân di cư vào cũng có mà di cư ra cũng đó cũng có, mà cái việc các cháu kết hôn mà chưa đến tuổi đã kết hôn, và cái trường hợp mà tảo hôn nữa, nên là chúng tôi cũng đã thành lập cái mô hình 30 ở đây là không di cư trái phép, không kết hôn trái pháp luật mà không di cư tự do. Cái mô hình nữa nó là cái mô hình phòng chống bạo lực gia đình, chúng tôi cũng đã được triển khai trên địa bàn để giúp các chị em hội viên có cái nhận thức cũng như là người thân trong gia đình có nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình. Cái mô hình nữa đó là mô hình ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, rồi là hũ gạo tình thương. Qua cái mô hình đó thì cũng để giúp chị em hội viên có cái quỹ để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn. Và một cái mô hình nữa đó là mô hình hội viên tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Và còn một mô hình nữa đó là mô hình bó củi tình thương. Qua các cái mô hình đó thì chị em hội viên phụ nữ cũng rất là phấn khởi và cũng đã tích cực tham gia vào hoạt động của hội. Vâng, có ý kiến cho rằng thì cán bộ hội phụ nữ huyện Mường Nhé thì vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, và chính điều này thì có thể làm ảnh hưởng đến những hoạt động phong trào của hội. Vậy quan điểm của bà về ý kiến này như thế nào ạ? Đối với ý kiến này thì tôi không hoàn toàn nhất trí, bởi lẽ là cán bộ hội của chúng tôi còn trẻ xong thì các bạn rất là có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình, tâm huyết, sâu sát với cơ sở và yêu thích cái công việc các bạn đang làm. Còn cũng có một số ít thôi, có đồng chí, có cán bộ hội là cũng còn hạn chế về năng lực chuyên môn cũng như là cái năng lực thực tiễn, nhưng cái số đó còn ít. Còn đa phần là cũng đã đạt được những yêu cầu về tiêu chuẩn của người cán bộ. Nhiều đồng chí cũng đã được Trung ương hội, tỉnh hội ghi nhận và trao tặng bằng khen, và nhiều tập thể cơ sở hội cũng đã được Trung ương hội và tỉnh hội tặng bằng khen. Vậy thì đối với những chị em phụ nữ mà còn hạn chế về mặt kinh nghiệm như vậy, về mặt chuyên môn như vậy, thì mình có cái giải pháp cụ thể nào trong thời gian tới không ạ? Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để cho các bạn ấy được tham gia các cái lớp tập huấn cũng như là các cái khóa học, và đặc biệt là được trao đổi kinh nghiệm, tổ chức cho đi tham quan và cũng đến với các cơ sở bạn để học hỏi kinh nghiệm, thì những cái bạn mà có kinh nghiệm trong công tác hội. Vâng, xin bà có thể cho biết những cái nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé sẽ tiếp tục triển khai thực hiện, đặc biệt là trong năm 2021 này, để người phụ nữ nói chung và hội viên phụ nữ của huyện nói riêng thì thể hiện được tốt hơn được vai trò vị thế của mình trong đời sống xã hội. Chúng tôi đã xác định rõ cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 đó là rà soát các cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ 16-21 mà chưa đạt, phải phấn đấu cho đạt. Và cái thứ hai nữa là phải chuẩn bị tốt mọi cái điều kiện trong cái tình hình dịch Covid này để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Mường Nhé nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo thành công và an toàn. Sẽ chỉ đạo các cấp hội là tham gia tích cực trong cái công tác bầu cử,
tuyên truyền đến hội viên phụ nữ về cuộc bầu cử, tham gia bầu cử đầy đủ và đặc biệt là sẽ giám sát cái chính sách về công tác nữ và giới thiệu nguồn cán bộ nữ để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tìm mọi nguồn lực để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Thông qua cái hoạt động như vậy sẽ tạo điều kiện cho chị em hội viên phụ nữ có cái môi trường để tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ đó thì sẽ thể hiện được cái vị trí vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Hy vọng rằng với cách làm linh hoạt và sáng tạo như vậy thì các cái phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ huyện Mường Nhé thì ngày càng khởi sắc hơn và chị em phụ nữ trên địa bàn toàn huyện thì sẽ đóng góp tích cực hơn, thể hiện được tốt hơn vai trò của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Và nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì xin gửi tới bà Phạm Thị Hà cũng như chị em phụ nữ huyện Mường Nhé lời chúc sức khỏe, thành công và may mắn trong cuộc sống. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì mọi hoạt động và phong trào của hội trên địa bàn toàn huyện thì sẽ ngày càng khởi sắc hơn nữa. Và thưa quý vị các bạn, chuyên mục tọa đàm và trao đổi của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên hôm nay thì xin được tạm dừng và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.